Thực hiện theo các quyết định của Bộ Quốc phòng, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, chiều ngày 31 tháng 7 năm 2023, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Tây Ninh tổ chức hội nghị trao quyết định công tác cán bộ năm 2023 tại cơ quan Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Tây Ninh. Đại tá Phạm Đình Triệu, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh Tây Ninh chủ trì hội nghị. Đợt này, Bộ Quốc phòng quyết định nâng lương lần 1 cấp đại tá đối với đại tá Lê Văn Vĩ, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Tây Ninh, và nâng lương lần 1, lần 2 cấp thượng tá là 6 đồng chí. Theo đó, tại hội nghị trao quyết định hưu trí đối với đại tá Nguyễn Ngọc Phước, nguyên Phó Chỉ huy trưởng Hậu cần Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Tây Ninh, đồng thời thực hiện quyết định của Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng trao các quyết định điều động bổ nhiệm cán bộ là 2 đồng chí sĩ quan hiện đang công tác tại Bộ đội Biên phòng tỉnh Tây Ninh. Đại tá Phạm Đình Triệu, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh Tây Ninh, thưa ủy quyền của cấp trên, trao các quyết định và chúc mừng đến các đồng chí nhận quyết định đợt này. Đây là niềm vinh dự của cá nhân và tập thể cán bộ lực lượng Bộ đội Biên phòng Tây Ninh và khẳng định sự tin tưởng, ghi nhận, đánh giá cao của Bộ Quốc phòng, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng đối với các cá nhân cống hiến trong thời gian qua.